Và đây là khu công nghiệp Vĩnh Lộc các bạn, ở Bình Chánh. Mình sẽ quay video về hướng Củ Chi từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc hàng thứ tư về Củ Chi. Từ khu vực từ này về Củ Chi khoảng 20 cây số. Vì còn vừa Củ Chi á. Vĩnh Lộc à. Vĩnh Lộc. Đoạn này là cấm xe tải nha, một chiều đi được, một chiều vô là cấm xe tải. Đường Phan Văn Đối nên đoạn này thấy xe tải đi vô, không thấy xe tải đi ra. Tài xế chạy trong đây cũng quen đường. Đoạn cấm giờ, đoạn cấm ngặt luôn, tranh thủ đi ra khỏi khu công nghiệp. Đoạn này là cấm xe tải luôn, nó có bản cấm xe tải, cấp ngặt xe tải luôn. Ở đây thì không cấm giờ mà cấm ngặt xe tải luôn. Đầu kia thì cấm tất cả là ô tô giờ cao điểm sáng chiều, còn đây thì cấm ngặt xe tải đi vô. Tô này phải rẽ này hết. Tới đó không được trái. Anh biết đường gì? Cứ thấy tới đó là cấm. Thì mình rẽ trước ở đây, tới đó chỉ được rẽ phải, không được rẽ trái. Có tô rẽ trái được không? Hôm nay toàn chuyên nghiệp công ty là nhiều quá. Thủ
là chợ ra đang thuê trục chánh. Chỗ trường Quang học Quang vòng vòng mà khám phá hiệu quả Hóc Môn và điểm Hóc Môn
vô đây mà biết đường ra mới sợ. Đây là sao bà điểm đi vô đây mà biết đường ra mới sợ. Chẳng ngại vậy. Ngại mới được ra. Chỉ ngược vô trong nuôi á phải không? Phải để tay lăn bà điểm đúng không? Chút mà chạy ra lớn luôn. Cắm không? Tôi rẽ phải 5 giờ bắt buộc ra trái phải không? Mấy giờ? Cái đoạn này do chỗ bà điểm á. Chứ nhờ tự dưới là liêm. Nó mình khéo. Cắm người lên xe buýt thì được lưu thông.
không dừng cầu. Dừng này là và điểm 18 không dừng cầu. Tiếp tục lên đường, đường bự, đường ra chợ đồng mối Hóc Môn. Sáng khuya đông. Vô. Ngồi chơi trong ngoài được không? Khu vực chợ đầu mối Hóc Môn. Dòng luôn hay ở đây? Vẫn có vô chợ được nè. Người chạy lên kia chạy đây có dừa cá luôn. Cái này đường này là vòng ngoài chợ. Vòng ngoài. Quá chừng lớn ha.
rồi cắm. Đầu cắm dừng dòng các bạn. Dẫn vô được. Cắm xe tải cho đầu cắm dừng. Xe đậu mít hết. Đã dắt dòng ở ngoài chợ để bán đồ ăn uống. Lớn này thôi. Ta chạy dọc ra, chạy dắp dòng cái đồng bào này ra. Giờ xe bỏ đâu đi. Xăng đến cái dòng tham quan dòng ngoài chợ đồng mốt đồng lắm vô dòng thông mốt người đi chợ đồng mốt là đây người ta ấy luôn nên đi vô đây không được. Vô kẹt xe đông lắm. Vô quanh những hướng Cô Chi chạy vòng vòng cái chiều. Ô tô chỉ quanh đầu thôi chứ không được ở trái. Chưa tán. À, nhiên chưa tán.
full. Giấy đẹp mà. Thank you.
giao cả. Và mình xin kết thúc video từ Cần Đước về Củ Chi. Và mình đây là Củ Chi các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây.